Dạ vâng, chào mừng tất cả quý vị và các bác đã quay trở lại với cốc cốc audio trong em Trên màn hình hiển thị của quý vị và các bác đây thì đang là cặp loa siêu chép JBL ST200 Plus Vâng, và đây là mẫu hỏa tiễn quý vị nhé Đó, mẫu hỏa tiễn Và dòng này thì nó có phân tần Đấy, Phân tần tách lọc âm ở đằng sau Đấy, và thường thường thì chúng ta còn hay gọi nó là phân tần không khí các bác nhé và ở phía đằng sau đây thì các bác có thể thấy là hai chỗ để cho chúng ta cắm dây đỏ đen đầu rắc đen, đầu rắc đỏ thì đỏ nó tương ứng với lại rắc cộng của chúng ta còn đen thì nó sẽ tương ứng với lại rắc trừ và bên này cũng vậy các bác nhé Đấy, chút xíu nữa thì em sẽ quay cận cảnh phân tần nói cho quý vị và các bác chúng ta cùng xem thì ở đằng sau đây của nó thì quý vị và các bác có thể nhìn thấy đây là từ của nó đây quý vị nha từ của nó rất là lớn ST200 Plus Maze in Mexico các bác nhé Mazei Mexico ST200 Plus đây các bác nhìn rất là rõ luôn các bác nhé Đấy. vâng và um, bản hòa tiễn này thì nó rất là hiếm các bác nhé Đấy, cái màu đen đó cái cái um, màu đen thì uh, em thấy cái màu đen thì nó còn nhiều hơn chút xíu còn những cái bản mà uh, màu uh, vàng màu vàng gold này này rất là ít luôn em nhập được về nó nói chung là nhập được về đếm trên đầu ngón tay luôn Đấy. và uh, như những cái ngày trước đó như những cái ngày trước là bên em nhập về là những những cái chân đồng này này Đấy, những cái chân đồng này thì phải gửi riêng nữa này các bác này. À, đây là chân đồng các bác nhé. Đấy, à, chân này của nó là chân uh, chân chân uh, làm bằng đồng. Đồng uh, nguyên chất luôn các bác nhé. À, đây các bạn nhìn này, đó. Vâng và uh, cặp loa siêu chép này thì uh, nó cũng còn có một cái tên gọi khác đó là cái bản uh, siêu chép JBL ST200 Plus uh, bản ngựa hoang các bác nhé. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy đây uh, rất là giống với lại một cái một cái con ngựa đấy, ở đằng sau đây thì uh, hai chân ngựa đây và ở phía trước đây thì uh, hiện như hiện tại bây giờ là đang là như là một cái con ngựa mà nó uh, đứng lên nó giơ hai chân trước lên và ở đằng, phía đằng trước đây là đầu ngựa đây này các bạn này nhìn nó rất là giống với lại một cái con ngựa luôn các bạn nhé cực kỳ là chất luôn và nó là hàng độc luôn các anh nhé nó là hàng độc luôn đảm bảo với lại quý vị và các bác nó là hàng độc luôn Đấy. và dòng sản phẩm này thì nó là hàng nguyên zin xịn và về thì bên em chỉ có lau chùi một chút xíu thôi Đấy. gọi là uh, quét qua uh, lấy chổi quét qua cho nó hết cái bụi bặm đi thôi Đấy. ở đây thì quý vị và các bác có thể nhìn thấy cái phân tần của nó đây không ạ uh, phân tần của nó gồm một quận cản đồng này một uh, tụ điện này, một chở sứ này và một con bọ chống cháy ở đằng uh, bên này nữa các bác nhé Đây, con bọ chống cháy đây. Đấy. À. Và uh, quý vị và các bác uh, lau chùi các bác cũng rất là dễ khi mà bụi bặm vào các bác lau chùi rất là dễ. Cặp loa siêu chép này thì công suất của nó là 400W và trở kháng là 8 ôm các bác nhé 400W, trở kháng là 8 ôm. Đấy. <laughs> đến từ uh, thương hiệu rất là nổi tiếng gì về là đây là phía mặt trước của nó này thường thường thì chúng ta sẽ cho lên loa thì uh, phía mặt trước của nó nó sẽ như thế này chúng ta sẽ chỉ nhìn thấy như thế này thôi nhưng khi mà chúng ta nhìn nó chéo qua này wow đúng không ạ wow và chúng ta nhìn đằng sau wow quá là chất luôn đúng không ạ quá là chất và độc lạ luôn Ít có ai có được những đôi như thế này Và lại là màu vàng gôn như thế này nữa Rất là đẹp Đúng không ạ Rất là đẹp Độc lạ Mà lại chất khẳng định chất chơi của người dùng luôn Các bạn nhé Với những cặp uh, loa siêu chép như thế này Thì nó đánh cái giải uh, từ 16k lên đến giải 30k à, Đó là cái giải của siêu chép Cái giải của cái cặp loa siêu chép này và nó ghép được với những cái cặp loa như là bát uh, 20, bát 25, bát 30, mươi uh, full 25, full 30 hoặc là uh, quý vị và các bác uh, chúng ta cũng có thể ghép được với lại những cái cặp loa thùng quý vị nhé. Đó. Những cái cặp loa thùng bát 40 mà chúng ta sử dụng lâu ngày rồi. Cái tiếng chép nó không nảy nữa và cái tiếng chép của nó nó không được sáng và nó không được tí tách nữa thì chúng ta thêm những cặp loa chép giỏi này vào thì nó đúng là nó tuyệt vời ông mặt trời luôn các anh nhé Đấy. mà lại là hàng độc hàng lạ hàng hiếm nữa luôn Đấy. 1 triệu 990.000 các anh nhé 1 triệu 990.000 đã bao gồm phí vận chuyển Đấy. dòng này thì em chỉ về được có một đôi thôi các anh nhé cho nên là À, sẽ để cho bác nào mà đặt hàng đầu tiên và đặt hàng nhanh nhất. Còn bác nào mà đặt hàng sau thì à, em xin lỗi là không còn hàng. À, vì em chỉ có một cặp thôi. Loa siêu chép này em chỉ có một cặp thôi. À, đây em đang uh, xoay, em đang xoay để quý vị và các bác uh, chúng ta cũng nhìn uh, tổng quát ở bên uh, ngoài. Và nó cũng là luôn à, Chúng ta nhìn như thế này Nó là bên ngoài Em nói là bên ngoài Nhưng mà chúng ta cũng uh, Coi như là được nhìn thấy Toàn bộ nội thất à, lòng phèo của nó rồi Đúng không ạ Giá 1 triệu 950 nghìn các bạn nhé Bây giờ em uh, xin phép Em được khép lại video tại đây Cảm ơn tất cả quý vị và các bác Đã quan tâm, theo dõi và ủng hộ cấp cốc, cốc audio chúng em trong thời gian qua xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác các bác đừng quên ấn đăng ký kênh ấn chuông để nhận những video và những thông báo mới nhất từ bên cốc cốc audio chúng em các bác nhé xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác ạ à.